Hoa hậu thiện nguyện của cuộc thi hoa hậu nhưng lại lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khiến dân tình ngã ngửa. Ngày 21 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an Lâm Đồng BC01 cho biết đã khởi tố bắt giam Phạm Thị Minh Phi, 37 tuổi ở phường 9, thành phố Đà Lạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Phi là chủ loạt cơ sở Spa Mộc Hoa, là hoa hậu thiện nguyện cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng năm 2022. Tại cuộc thi đã nêu, bà Phi được đánh giá là thí sinh nổi bật với những dự án vì cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Sau cuộc thi, bà giữ chức vụ tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Mộc Hoa, Spa Mộc Hoa với hàng loạt cơ sở Spa Mộc Hoa tại Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt. Theo công an tỉnh Lâm Đồng, vào tháng 2 năm 2022, Phạm Thị Minh Phi biết đến các thông tin của hai thửa đất thuộc thôn Cổng Trời, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 30 tháng 10 năm 2022, ông NND, chú thành phố Đà Lạt, điện thoại hỏi hoa hậu thiện nguyện này có lĩnh vực nào làm ăn, xin góp vốn cùng làm để kiếm lợi nhuận. Đúng lúc Phi đang cần tiền để trả nợ, nên đã nảy sinh ý định đưa ra thông tin không có thật để lấy tiền của ông D trả nợ. Vào ngày 31 tháng 10 năm 2022, Phi nhắn tin với ông D, nói đang thỏa thuận để mua hai thửa đất liền kề có tổng diện tích 1,7 hectare với giá 22 tỷ đồng, đặt cọc trước 3 tỷ đồng. Phi đã tìm được người mua lại bên thứ ba hai thửa đất này với giá 23,6 tỷ đồng. Chỉ cần đặt cọc đủ tiền thì sẽ tiến hành sang tay cho bên thứ ba với giá 23,6 tỷ đồng. Lợi nhuận thu được 1,6 tỷ đồng sau 2 tuần. Để vợ chồng ông D tin tưởng, Phi đã gửi các hình ảnh bản gốc hai sổ đỏ của hai thửa đất cho ông D xem. Vợ chồng ông D quyết định góp số tiền 1,8 tỷ đồng, còn Phi góp 1,2 tỷ đồng để đặt cọc mua đất. Do tin tưởng Phi, vợ chồng ông D không đi xem đất thực tế cũng như kiểm tra các thông tin pháp lý hai mảnh đất. Sau khi nhận một phần tiền từ ông D, 1 tỷ đồng, hoa hậu thiện nguyện này đã làm giả nhiều giấy tờ, hợp đồng để ông D tin là thật và chuyển đủ số tiền như đã hứa. Thực chất, sau khi nhận được số tiền 1,8 tỷ đồng, bà Phi không sử dụng để đặt cọc mua đất như trên mà dùng để trả nợ cho người khác. Từ đó đến nay, Phi không trả lại số tiền 1,8 tỷ đồng cho ông D. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.